Chào các bạn đã quay trở lại với Channel Invest và Travel của Jason. Hôm nay Jason sẽ nói về cổ phiếu Tesla. Trước khi đi vào chủ đề chính của video ngày hôm nay thì nếu như các bạn nào muốn đầu tư thành công thì các bạn có thể ghi danh học với Jason. Mình sẽ giúp các bạn đầu tư thành công. Và bây giờ quay trở lại với cổ phiếu Tesla. Tesla từ đầu tuần đến bây giờ đã có xu hướng đi lên. Lý do đã khiến cổ phiếu Tesla đang có chiều hướng đi lên lại là vì sắp sửa đây Tesla lại cho ra dòng xe Model 3. Dòng xe Model 3 thì không còn gì mới, nhưng mà Tesla có những cái chức năng cũng như những cái tính đặc trưng mới cho cái dòng xe Model 3 cũng như dòng xe Model Y. Bên cạnh đó thì số lượng Cybertruck cũng đã được giao đi nhiều hơn. Và cái chương trình Robotaxi của Tesla là biến những cái xe của Tesla đều có chức năng trở thành một chiếc xe taxi tự động. Thì điều này cũng đã khiến cho rất nhiều các nhà đầu tư cũng như các nhà phân tích nghĩ rằng và hy vọng rằng Tesla sẽ phát triển nhiều hơn nữa, cho nên họ mới đánh giá Tesla đang ở cái xu hướng đi lên là bullish uptrend. Thì thành ra mình nghĩ rằng có thể Tesla sẽ tiếp tục đi lên trong thời gian tới. Và các bạn cũng cần lưu ý rằng tất cả những cổ phiếu nào nó cũng đều có cái rủi ro của nó khi các bạn đầu tư. Dù công ty có tốt đến bao nhiêu đi nữa thì nó cũng có những cái thời gian nó sẽ đi xuống rất là nhiều vì những cái lý do liên quan đến công ty trực tiếp hay là không trực tiếp. Còn riêng về Tesla thì mình cũng đã làm rất nhiều video và mình cũng đã nói cái quan điểm của mình về Tesla là đây là một công ty tốt, có tiềm năng, có những sản phẩm mà cái nhu cầu của người tiêu dùng rất cần thiết. Như CEO của Tesla Elon Musk là một người thực sự có tài năng và thực lực. Thì mình nghĩ rằng không có lý do gì khiến công ty Tesla sẽ không tiếp tục phát triển. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về công ty Tesla trong thời gian sắp tới đây. Nếu như các bạn có đầu tư thì các bạn hãy cân nhắc và nghiên cứu cho cẩn thận trước khi đầu tư. Chúc các bạn đầu tư luôn gặp nhiều may mắn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.